Dạo gần đây ấy, thì anh chị thấy là Trang có đề cập đến cái viên uống khớp hang thọ dành cho anh chị nào mà đang bị đau nhức xương khớp. Và có rất là nhiều anh chị hỏi Trang là cái viên uống này là gì, nó có thực sự hiệu quả hay không. Rồi thì hôm nay Trang sẽ giải đáp đầy đủ cho các anh chị nhé. Khớp hang thọ thì nó là sản phẩm bảo vệ sức khỏe được chiết xuất 100% từ thành phần thiên nhiên như là uy linh tiên này, tang ký sinh này, dây đau xương này, ngưu tất này, vân vân, không chứa thành phần hóa học độc hại và không gây tác dụng phụ anh chị nhé. Sản phẩm được bào chế dưới cái dạng viên, sử dụng bằng cách là uống trực tiếp nên là rất là dễ sử dụng và tiện dụng. Và cái khớp hang thọ này thì nó rất là thích hợp cho những người mà có biểu hiện như là đau mỏi vai gáy, tê nhức chân tay, đau lưng, đau nhức các khớp, đau dây thần kinh tọa do thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, viêm khớp. Và chỉ sau cái liệu trình mà sử dụng cái sản phẩm khớp hang thọ này thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ được giảm cái vấn đề đau nhức rất là hiệu quả, các cái mô sụn được tái tạo lại, thoải mái vận động, sống vui khỏe mỗi ngày mà không lo bị tái phát trở lại nhé. Và thực sự là cái sự ra đời của khớp hang thọ nó là một cái tin rất là vui dành cho những anh chị nào mà đang khổ sở vất vả với những cái triệu chứng của bệnh xương khớp. Đây sẽ là món quà quý giá mà con cháu dành cho những đứa sinh thành, đem lại cuộc sống vui khỏe và dài lâu cùng con cháu nhé. Anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này thì hãy nhắn ngay cho Trang ở phía dưới của video này hoặc qua bên phần cửa hàng của Trang để tìm hiểu anh chị nhé.